khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 81: Tịnh nghiệp tam phước. Phật ở trong tịnh nghiệp tam phước dạy bảo chúng ta, căn bản nền tảng của học Phật chính là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Cho nên Phật Pháp là sư đạo. Sư đạo tất nhiên là xây dựng trên nền tảng là hiếu đạo. Người không hiếu thảo với cha mẹ thì làm gì biết tôn sư. Vào thời xưa, khi bồi dưỡng một người để cho người này phẩm đức, học vấn, năng lực, có thể thuận lợi mà dưỡng thành, tương lai có thể vì xã hội, có thể vì chúng sanh mà phục vụ, thì làm thế nào để bồi dưỡng? Cha mẹ cùng thầy cô giáo phải mật thiết hợp tác với nhau mới có thể bồi dưỡng ra được, mới có thể dạy ra được. Chúng ta biết có những lời nói, cho dù là cha mẹ, đối với con cái cũng không thể nói ra được. Phải cần có người thứ ba đến nói. Người thứ ba là ai vậy? Là thầy cô giáo. Thí dụ, cha mẹ dạy con cái luôn là rất ngại khi nói. Con là con cái của ta, con phải hiếu thuận với ta. Lời nói này không thể nói ra được. Khi nói ra rồi, con cái hỏi lại: tôi vì sao phải hiếu thuận với các người? Cho nên lời nói này cha mẹ không thể dễ gì nói ra được. Vì vậy, dạy hiếu là việc của thầy cô. Thầy cô giáo phải dạy học trò, phải hiếu dưỡng cha mẹ. Thầy cô phải nói ra đại đạo lý của hiếu dưỡng và phải nói ra phương thức để hiếu dưỡng. Thế nhưng thầy cô đối với học trò cũng không thể yêu cầu học trò: này học trò, em là học trò của ta, em phải nên tôn trọng ta, em phải nên nghe lời dạy bảo của ta. Lời nói này cũng không thể nói ra miệng. Vậy thì phải làm sao? Lời nói này phải do cha mẹ dạy. Cha mẹ dạy con cái phải tôn sư trọng đạo. Thầy cô thì dạy học trò hiếu dưỡng cha mẹ. Việc này hai bên phải phối hợp với nhau mới có thể dạy ra được một người. Cho nên gia trưởng cùng thầy cô phải phối hợp mật thiết. Gia trưởng tôn trọng thầy cô, thầy cô cũng phải tôn trọng gia trưởng. Đôi bên tôn trọng lẫn nhau, làm ra tấm gương để con trò xem. Đây là thân giáo, không phải ngôn giáo. Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng là do như vậy mà dạy ra. A Di Đà Phật. Love.
Mi